Xin kính chào quý vị và các bạn, và sau đây hãy cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây vui vẻ khi đón nghe những tin tức trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Trong phần cập nhật tin tức bóng đá chiều ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Kết quả bình chọn huấn luyện viên vĩ đại nhất Đông Nam Á, thầy Park vẫn đứng sau kình địch khu vực. Lối thoát cho Văn Hậu, nhà vô địch SEA Games cần cú hích từ chính quê nhà. Trung vệ Bùi Tiến Dũng nhận định về câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Kết quả bình chọn huấn luyện viên vĩ đại nhất Đông Nam Á, thầy Park đứng sau kình địch khu vực. Sau gần 3 năm dẫn dắt tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo được xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách huấn luyện viên vĩ đại nhất của Đông Nam Á ở giai đoạn 2010-2020. Trang báo Sia Sport của Thái Lan đã dẫn lại cuộc bình chọn của ASEAN Football, một trong những diễn đàn bóng đá lớn nhất khu vực Đông Nam Á. ASEAN Football đã chọn ra 10 huấn luyện viên tiêu biểu của khu vực dựa trên cơ sở từ các thống kê như số trận dẫn dắt, tỷ lệ chiến thắng và thành tích nổi bật. Kiatisak được chọn là huấn luyện viên vĩ đại nhất của Đông Nam Á. Zico Thái dẫn dắt đội tuyển 43 trận, giành 22 chiến thắng, tỷ lệ là 51,2%. Kiatisak cùng tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 và 2016. Voi Chiến cũng từng đặt chân đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018 nhưng không thể vươn tới đích trong ngày hội bóng đá lớn nhất của hành tinh. Huấn luyện viên Park Hang-seo về nhì với tỷ lệ chiến thắng là 50% cùng tuyển Việt Nam, cao thứ tư trong top 10 với 3 năm giữ cương vị. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam chinh phục một loạt thành công như vô địch AFF Cup 2018 vào tứ kết Asian Cup 2019. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang thi đấu ấn tượng tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 và tràn đầy cơ hội đi tiếp. Hai huấn luyện viên là Avramovic và Rajagopal lần lượt giữ vị trí thứ 3 và thứ 4. Huấn luyện viên Avramovic giúp cho tuyển Singapore vô địch AFF Cup 2012, trong khi đó thì phù thủy Rajagopal cùng tuyển Malaysia vô địch AFF Cup 2010 sau khi đánh bại Indonesia. Huấn luyện viên Alfred Riedel có tỷ lệ chiến thắng là 54% cùng tuyển Indonesia. Dù vậy, thành tích tốt nhất của huấn luyện viên Riedel cùng tuyển Indonesia là hai lần giành ngôi Á quân AFF Cup 2010 và 2016. Cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam xếp thứ 5 trong danh sách. Ba huấn luyện viên còn lại trong top 10 là ông Tan Chang Hoe, Winfred Schaefer và Dola Sale. Thầy Park và ông Tan Chang Hoe là hai huấn luyện viên vẫn còn tại vị ở Đông Nam Á. Ngày 13 tháng 10 tới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo và ông Tan Chang Hoe sẽ chạm trán khi Việt Nam đối đầu Malaysia tại vòng loại World Cup 2022. Đội bóng Việt Nam chính thức lên tiếng về tin đồn mua Đặng Văn Lâm với giá 28 tỷ đồng. Việc Văn Lâm có thể về thi đấu ở V-League bằng bản hợp đồng triệu đô hay không đã chính thức có câu trả lời. Vừa qua, tương lai của thủ môn Đặng Văn Lâm là chủ đề thu hút sự quan tâm khá lớn từ người hâm mộ Việt Nam. Mới nhất, một số tin đồn khẳng định rằng câu lạc bộ Sài Gòn ở Việt Nam đang muốn bỏ ra số tiền lớn lên tới 28 tỷ đồng để chiêu mộ Văn Lâm từ Muông Thông. Thế nhưng việc Văn Lâm có khả năng gia nhập câu lạc bộ Sài Gòn đã chính thức có câu trả lời. Tối ngày 16 tháng 6, khi trả lời báo giới, trợ lý Nguyễn Tuấn Phong của câu lạc bộ Sài Gòn khẳng định rõ ràng: "Tin đồn câu lạc bộ mua Văn Lâm chúng tôi chưa từng nghe. Thời điểm này, lãnh đạo đội bóng không có ý định mua thủ môn này, chúng tôi đã khẳng định điều này với các cầu thủ." Theo ông Nguyễn Tuấn Phong, mỗi đội bóng có cách làm khác nhau. Có câu lạc bộ mua ngôi sao về lắp ghép đội hình. Tuy nhiên, quan điểm của câu lạc bộ Sài Gòn là ưu tiên giữ lại những cầu thủ cũ có chất lượng và cần thiết cho đội hình, thay vì bỏ tiền ra để chiêu mộ các ngôi sao. Hiện tại, câu lạc bộ Sài Gòn đăng ký 3 thủ môn ở đầu mùa giải, bao gồm Tống Đức An, Phạm Văn Phong và thủ môn trẻ Dương Tùng Lâm. Đội bóng không có cầu thủ nào được đánh giá là nổi tiếng, tuy nhiên họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League với 8 điểm sau 4 vòng đấu. Liên quan tới Đặng Văn Lâm thì thủ môn này chắc chắn là sẽ có rất ít cơ hội để trở về khoác áo đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020. Nguyên do là giải Thái League dự kiến sẽ trở lại từ tháng 9 năm 2020 và sẽ kéo dài tới tháng 5 năm 2021, trùng thời điểm diễn ra AFF Cup. Do AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các câu lạc bộ có quyền không nhả người. Trong trường hợp vắng Văn Lâm ở AFF Cup 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ buộc phải trông cậy vào những nhân tố khác như thủ môn Tuấn Mạnh, Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Văn Toản hay Nguyễn Văn Hoàng. Trung vệ Bùi Tiến Dũng nhận định về sức mạnh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trung vệ Bùi Tiến Dũng mới đây nhận định là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh của Công Phượng không phải là đội bóng yếu mà chỉ kém may mắn ở hai trận đấu đã qua.
Viettel sẽ phải làm khách trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân vận động Thống Nhất ở vòng 5 của V-League 2020. Toàn đội đã di chuyển đến thành phố mang tên Bác trước 2 ngày và có buổi tập vào chiều ngày 16 tháng 6. Đánh giá về câu lạc bộ của Công Phượng, trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ: "Họ là á quân của V-League năm ngoái, đẳng cấp thế nào đã được thể hiện rồi. Tôi nghĩ là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không yếu đi mà chưa gặp may mắn. Đội hình của họ vẫn có những ngôi sao có thể quyết định trận đấu. Tôi cũng có thời gian tập trung đội tuyển cùng họ. Đội bóng này cũng có những ngoại binh chất lượng, vấn đề của họ là sẽ chơi như thế nào thôi. Chắc chắn đây sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn với chúng tôi. Chúng tôi dành sự tôn trọng cho đối thủ lớn như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tôi và các đồng đội tự tin là sẽ có kết quả tốt, đặc biệt là vài trận gần đây, Viettel đang chơi tốt trên sân khách, thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0, thắng 2-1 trước Dược Nam Định. Biết đâu thành công và may mắn sẽ lại đến với Viettel." Viettel đã giành được 4 điểm sau 2 trận đấu gần đây, trước hai đối thủ được đánh giá là hết sức khó chịu là Nam Định và Than Quảng Ninh. Giành chiến thắng ngay tại sân vận động Thiên Trường rõ ràng là thành công của thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Trong khi đó thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang có phong độ không tốt kể từ khi V-League trở lại. Họ chỉ giành được kết quả 1 hòa và 1 trận thua. Nếu tính cả trận đấu ở Cúp Quốc gia, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 3 trận liên tiếp chưa thể ghi nổi bàn thắng nào. Lối thoát cho Văn Hậu, nhà vô địch SEA Games cần một cú hích từ chính quê nhà. Văn Hậu cực kỳ là muốn được ở lại Hà Lan để chứng minh bản thân mình. Ban lãnh đạo của Heerenveen cũng rất muốn giữ cầu thủ người Việt Nam ít nhất là thêm một mùa bóng nữa, nhưng như thế là chưa đủ. Hôm 16 tháng 6, câu lạc bộ Hà Nội đã phát đi thông điệp bày tỏ sự sốt ruột về tương lai của Đoàn Văn Hậu qua phát ngôn của ông Võ Lê Trung, tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao Hà Nội TNT, sau khi vẫn chưa nhận được lời đề nghị chính thức từ câu lạc bộ Heerenveen. Hà Nội FC luôn cố gắng lắng nghe và trao đổi trên tinh thần xây dựng với các đề nghị chuyển nhượng Văn Hậu, nhưng phải là một phương án rõ ràng chứ không thể chung chung. Hợp đồng của Văn Hậu và Heerenveen chỉ còn ít ngày, hy vọng là các đối tác của chúng tôi sớm đưa ra bản hợp đồng cụ thể để hai bên chính thức làm việc. Đây là một động thái cực kỳ hợp khi tương lai của Văn Hậu vẫn đang bấp bênh. Mấu chốt của vấn đề không chỉ nằm ở việc hợp đồng mượn Văn Hậu của đội bóng Hà Lan chỉ còn thời hạn đến hết ngày 30 tháng 6, mà còn liên quan đến giấy phép lao động của hậu vệ người Việt Nam ở Hà Lan. Nếu không thể giải quyết vấn đề hợp đồng sớm, Văn Hậu đứng trước nguy cơ là phải trở về Việt Nam, và thời gian để giải quyết chỉ còn tính bằng ngày. Văn Hậu đang cực kỳ quyết tâm ở lại Hà Lan, và ban huấn luyện của Heerenveen cũng rất muốn giữ ngôi sao người Việt Nam ở lại sau những tiến bộ vượt bậc của hậu vệ này trong suốt thời gian qua, cho thấy là sự đầu tư của đội bóng Hà Lan cho Văn Hậu là cực kỳ đúng đắn. Vấn đề mấu chốt chỉ còn nằm ở mức lương của cầu thủ này. Theo quy định của Hiệp hội bóng đá Hà Lan, các đội bóng phải trả cho cầu thủ ngoài châu Âu và khu vực kinh tế châu Âu mức lương tối thiểu là 450.000 euro. Đây là một quy định cực kỳ hợp lý nhằm giữ được sự chuyên nghiệp cho bóng đá Hà Lan. Tuy nhiên, nó lại trở nên bất cập với tình hình hiện tại khi đại dịch Covid-19 phủ bóng mờ lên bóng đá thế giới, đẩy các câu lạc bộ, trong đó dĩ nhiên có cả Heerenveen, vào khó khăn về mặt kinh tế. Sở dĩ Heerenveen chưa thể đưa ra câu trả lời chính thức về tương lai của Văn Hậu cho câu lạc bộ Hà Nội là bởi chính bản thân họ cũng đang tiến thoái lưỡng nan. Việc phải chi một khoản tiền khá lớn với bản thân câu lạc bộ Hà Lan để trả lương cho Văn Hậu, cũng như phí mượn cầu thủ này cho câu lạc bộ Việt Nam, trong điều kiện đội bóng đang phải thắt lưng buộc bụng, sẽ nhận phải những phản hồi tiêu cực từ chính nội tại của họ nếu không thể tìm được nhà tài trợ. Mùa giải tới, bản thân ông Johnny Janssen sẽ xem xét trao cho Văn Hậu nhiều cơ hội để ra sân. Nhà cầm quân này từng chia sẻ với báo giới Hà Lan rằng Đoàn Văn Hậu đang tiến gần đến vị trí trong đội hình chính, cậu ấy đang đi đúng hướng. Nếu có thể tiếp tục ở lại Hà Lan thêm một mùa bóng nữa, không chỉ Văn Hậu được lợi khi có cơ hội để phát triển tài năng và sự nghiệp của mình, mà bóng đá Việt Nam cũng sẽ hưởng lợi từ đó. Những gì mà hậu vệ trẻ này đóng góp cùng U22 Việt Nam đoạt chiếc huy chương vàng SEA Games 30 vừa qua là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Nhưng giữa tình thế khó khăn này, tìm một lối thoát cho cả Văn Hậu, Heerenveen, câu lạc bộ Hà Nội lẫn bóng đá Việt Nam liệu có dễ dàng? Sẽ là dễ dàng nếu Văn Hậu và Heerenveen nhận được cánh tay chìa ra từ chính Việt Nam. Nếu như có một doanh nghiệp Việt Nam chung tay chia sẻ gánh nặng tài chính cùng câu lạc bộ Hà Lan, đổi lại đó là quyền lợi truyền thông từ chính câu lạc bộ này, cũng như việc sử dụng hình ảnh của Văn Hậu cho các hoạt động truyền thông của mình, vấn đề sẽ được giải quyết. Văn Hậu đang là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam, và phía trước cầu thủ này đang là tương lai rộng mở. Đầu tư cho Văn Hậu hiện tại, chắc hẳn quyền lợi của nhà đầu tư đến từ Việt Nam sẽ là không nhỏ nếu cầu thủ này thành công tại châu Âu.
Bài học từ chính người đang dẫn dắt Văn Hậu ở đội tuyển quốc gia Việt Nam, huấn luyện viên Hang Seo là một minh chứng tốt cho điều này. Thành công của thầy Park tại Việt Nam về hiệu quả truyền thông, kinh doanh cực kỳ tốt cho những doanh nghiệp của ông thầy người Hàn Quốc. Đây là những khoản đầu tư nặng ký nhưng hiệu quả thu về thì lại cực kỳ lớn. Thời gian không còn nhiều, hy vọng là sẽ sớm có một doanh nghiệp mạnh đến từ Việt Nam nhìn ra tiềm năng từ sự đầu tư cho Văn Hậu để sắn tay áo cùng câu lạc bộ Heerenveen xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho ngôi sao này, cũng là cho chính những thành công tiếp theo của bóng đá Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh, sau đó quý vị và các bạn hãy nhấn chuông thông báo để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những phần tin sau.